xin chào các bạn đã trở lại với channel của Momo Review. Và đây sẽ là một chiếc vlog mà mình sẽ dắt các bạn cùng đi tập nhảy với mình ở trung tâm S-Line. Từ cuối tháng 5 2023 là mình đã bắt đầu tập ở đây rồi, thì tính tới bây giờ là được hơn một năm. Về lịch tập thì ở đây cũng có khá nhiều cái buổi để mình tập nhảy, và nó cũng có khá nhiều cơ sở nữa. Thì tùy vào gu của mỗi người mà nó sẽ có những cái lớp về giống như rèn luyện hình thể này, như là dance fit hay là aerobic, hay là những cái bài đốt calo như là T45, B45 đồ á. Và cũng có khá nhiều cái lớp mà sẽ thiên về bắt cái thời đại bây giờ hơn, ví dụ như là K-pop này, hay là TikTok này, hay là cover là những cái bài choreography nó dài ấy. Thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tập 3 lớp, 2 lớp ở chi nhánh Tân Sơn Nhì và 1 lớp ở Khuôn Việt, và tất cả đều là huấn luyện viên Fred hướng dẫn chúng mình. Nó sẽ là lớp sexy dance, lớp K-pop và lớp sexy dance nữa. Thì bây giờ nó cũng tới giờ vô lớp rồi đó, và bây giờ mình sẽ đi vô luôn đây chứ trễ một cái là không có khởi động được. Và mình sẽ cùng các bạn đi tập nhảy ngày hôm nay luôn nha. Ủa, bánh gì? Đây là những đồng nhảy của mình. Vì lớp sexy dance động tác xuống sàn khá là nhiều nên mình còn phải đeo vô bao gói. Mọi người khởi động rồi nên mình phải tranh thủ đây. Ôi, trong trường hợp mà nhạc bản quyền quá thì chắc mình phải lồng chữ vô cái clip này quá, nghi lắm. Mì là tay phải là hào, là mặt nhìn qua trái, tay phải cuốn hào. Ok, hạ gối xuống, ngồi lên trên gối bên trái, hạ chân phải. Tới đây rồi. Mở ra, 2, 5, 6, 7, 8 đó. Nhìn 1, mình sẽ ngồi dậy. Đó, nãy giờ là đã tập nhịp rồi á, rồi bây giờ bắt đầu sẽ ghép nhạc vô. Ghép nhạc khúc này thì chắc bản quyền nên là không nhạc quay được. Quá trời mệt rồi mọi người. Có sạch nước rồi, bây giờ phải ra lấy nước chắc. Quay đông vãi. Bây giờ qua lớp K-pop rồi nên là tôi phải thay đôi giày ra nè. Và đứng ở bên này cho dễ nhìn, với lại có máy lạnh ở đây nữa. Rồi hôm nay nhảy bắt cặp. Rồi canh thử cái thắt lưng kia. Khi đầu xuống đầu hình khuỷu gối nhẹ. Được không? Cảm giác là mình nằm lên á. Cảm giác cái đầu nó nằm ở trên cái lưng bạn mình đó. Lên. 1, 2, 3, xuống. 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3,
6, mình sẽ lật tay phải lên. Rồi, rồi, tay trái để ở đây. Ủa, đúng rồi. Nhức đầu rồi. 5, 6, 5, 6, nhịp 7, giữ tay trái, tay phải lật từ trong ra ngoài. Là lúc này mình ngửa là bàn tay ra được không? Đang ướp vô nè, ngửa. Nhịp 8, lướt nó vô rồi. Ok, lướt nó vô miệng lắm. Tiêu tôi mấy ní rồi, không nhớ được. 1, 2, 3, hấp hấp ha. Ờ, hai cặp chưa, thấy chưa? Cắt giữa tay chưa, giữa tay chưa? Giữa tay chưa? 1, 2, 3, hấp hấp. Sao? Ôi dồi ôi, quá trường nằm mệt rồi. Ôi, giờ là xong một lớp sexy với một lớp K-pop ở bên Tương Sơn Nhì rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ... Chúng ta sẽ đi qua bên khu vực để tập tiếp một lớp sexy dance của Thành viên Fred. Và thường thì thứ năm là mình sẽ học 3K, là một ngày mình học nhiều nhất, cho nên mình cũng chọn hôm nay để quay cho các bạn xem luôn. Thì nãy giờ do vấn đề nhạc bản quyền nên chắc là mình sẽ đã có nhiều đoạn là mình đã không có bật cái tiếng lên được, mà các bạn cứ coi cái cách mà mình học nhảy thôi hen. Thang máy đông rồi, phải đợi chuyến sau nè. Hey yo, và bây giờ mình đã có mặt ở S-Line Gym của chi nhánh Khuôn Việt. Bạn ơi cho mình lấy nước à, vẫn cần nước gì không ạ? Ừ, cảm ơn. Hi, thang máy. Ở bên này bây giờ mình sẽ tập tiếp lớp sexy dance của luyện viên Fred. Wow, 1K nữa rồi. 1K tiếp theo. Bây giờ K thứ 3 rồi, mình rất là khỏe khoắn nha. Yeah. Bên này đang tập bungee nè mọi người. Thì thực ra nãy giờ các bạn có thể thấy lớp của Fred sẽ có những động tác khá là khó, nhưng mà tại vì mình đã là một người đang đã biết nhảy chút xíu rồi, nên là mình muốn tập những cái động tác nâng cao hơn để có thể cải thiện hơn về cái khả năng nhảy của mình, hơn là những cái động tác mà mình đã tập đi tập lại rất là nhiều rồi. Chứ thực ra ở S-Line sẽ có nhiều cái lớp, trong một năm mình trải nghiệm nha, sẽ có nhiều cái lớp trình độ cơ bản, nâng cấp cũng có, nhưng mà thường là những cái trình độ cơ bản nó sẽ nhiều hơn và sẽ dễ cho các bạn tiếp cận hơn, nhất là những bạn mà chưa từng biết nhảy nữa. Thì dần vô tập, huấn luyện viên ở đây người ta sẽ không thể nào là chăm lo cho từng bạn được, nên là bạn phải tự mình chủ động và tập theo kiên trì dần thêm một chút năng khiếu nữa thì bạn có thể tiếp thu rất là nhanh. Tại vì mình cũng đã từng tự học nhảy mà mình đâu có đi học nhảy trước đây đâu. Nói chung là nếu mà bạn đã có nền tảng nhảy rồi và bạn muốn nâng cao kỹ năng hơn á, thì mình khuyên là tập S-Line cũng không phải là tối ưu nhất đâu. Nâng cao nên nhảy những cái lớp khác thì nó sẽ đã hơn là chạy S-Line. Còn nếu mà bạn muốn tập cải thiện hình thể rồi sức khỏe này nọ thì ở đây có gym, có yoga, có nhảy. Muốn tập một thời gian dài thì có thể đăng ký gói S-Line, mình thấy cũng ok, cũng sạch sẽ, cũng nhiều lớp, mà dù chất lượng giáo viên thì cũng không phải là đồng đều lắm đâu. Thôi bây giờ mình sẽ vô mình tập tiếp lớp tiếp theo đây. Kiểu não của mình tới cái ca này, với lại bữa giờ nãy giờ cũng lo quay nhiều quá nên bắt đầu nó không hoạt động rồi. Giờ không có theo kịp được. Trời ơi, một ngày đi tập quá chừng là sùm mệt mỏi. Quá chừng là sùm rồi. Và chắc cái vlog này cũng kết thúc ở đây luôn. Và đây là những người bạn đã hỗ trợ mình quay cái vlog này. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Ê, nhìn em nhông hết rồi. Ngoài ra cũng có nhiều chị khác là nếu mà lỡ quay chúng mà mọi người không đồng ý thì có gì cứ liên hệ với mình ở những cái thông tin bên dưới để mình sẽ xóa
mình sẽ xóa hay là mình sẽ edit lại để tránh ảnh hưởng đến cái quyền riêng tư cá nhân của mọi người nha. Và đó là tất cả những gì trong một ngày mình đi tập vào hôm thứ năm ở S-Line. Nếu các bạn thích vlog này thì hãy ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký, đồng thời là bấm nút nhận chuông thông báo để nhận được những cái video review mới nhất từ kênh mình nha. Nếu được thì hãy để lại một comment về nhận xét về vlog này hay là bất cứ những gì mà bạn thắc mắc mình sẽ giải đáp nếu mà biết, hoặc là những bạn khác xem cũng có thể giải đáp cho các bạn. Rồi thôi, hẹn mọi người ở video tiếp theo và cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến đây. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.